Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật thông tin mang tới cho anh chị và các bạn một chiếc xe rất là đẹp, với cái tầm giá cũng rất là hợp lý, chỉ khoảng hơn 1 tỷ một chút thôi. Anh chị bạn thể sở hữu một chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado phiên bản XN, sản xuất là 2015, nhập khẩu nguyên chiếc, với khối động cơ chiếc xe sử dụng là máy 2.7, với đầy đủ tiện nghi hệ thống đèn bi chiếu sáng kết hợp với đèn halogen, đèn gầm dạng halogen, và có trang bị mâm hợp kim. Một dàn lốp của chiếc xe thì vẫn còn rất đẹp, với hệ thống mâm của chiếc xe trang bị là mâm 17 inch. Đây là những cái đường nét dọc thân xe về sơn si, những cái phần hệ thống bậc lên xuống này, tất cả các chi tiết của nó thì vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản cao. Đấy, những đường nét chi tiết về hệ thống bóng đèn hậu này, rồi những cái phần sơn si, mép đối mép cản, cảm biến trước sau, xin lỗi chị bạn, cảm biến chỉ có trang bị phía sau thôi, có trang bị cam hành trình, cam lùi, đèn cảnh báo được trang bị đầy đủ. Hệ thống gạt mưa của chiếc xe anh chị và các bạn có thể thấy qua thì nó nằm ở dấu ở dưới này anh chị này, có cái dưới cái phần đèn trên cao này. Nó có thể mở theo hai cách, đó là mở kéo ngang hoặc là mở phần chân kính. Với không gian chứa đồ bên trong thì nó cũng khá là rộng rãi cho anh chị và các bạn khi gặp hàng ghế thứ ba. Những đường nét tổng quan về hệ thống ốc bản lề và những cái chi tiết về hệ thống đinh tán nó vẫn giữ được độ nguyên bản. Với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng như này thì cửa hàng Việt Tuấn Auto số 562 Nguyễn Văn Cư, Long Biên, Hà Nội thì luôn khuyên khách hàng hãy mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check kiểm tra, đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn, ngập nước, mang đến cái sự an tâm trong quá trình sử dụng sau này. Những đường nét tổng quát của chiếc xe thì em luôn quay đầy đủ, rõ ràng, công khai, minh bạch cho anh chị và các bạn hiện trạng thực tế của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể dễ dàng cân nhắc. Khi anh chị và các bạn xem cảm thấy ưng thì mình có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, ta cùng trao đổi nhận được các ưu đãi hỗ trợ tốt nhất từ cửa hàng. Đây là những phần táp ly này, nó vẫn còn rất là đẹp anh chị nhé, chất lượng da này. Còn những cái phần dưới này nó là nhựa, đây phần này cũng là nhựa thôi. Tay nắm cửa, chất lượng cái phần này nếu sử dụng nhiều nó sẽ bị bong ra. Đây là lên xuống kính một chạm này. Trong đây thì là với những phần con ốc bản lề, chất lượng những ốc ác rồi hệ thống bậc lên xuống vẫn còn giữ được độ đẹp. Và đây là những phần má ghế. Đấy, rồi là những cái phần lòng ghế của chiếc xe vẫn giữ được độ đẹp. Có trang bị bệ tì tay, chỗ ly để cốc này. Đấy. Hệ thống cửa gió điều hòa thì nó sẽ có trang bị các phím điều chỉnh chức năng đây. Còn cửa gió điều hòa nó trên nóc trần này anh chị này. Với hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Không gian ngồi bên trong rất là rộng rãi, thoải mái, xe vận hành các cung đường xấu một cách dễ dàng. Nhờ cái khoảng sáng gầm của chiếc xe nó rất là cao, cũng như cái hệ dẫn động của chiếc xe sử dụng là dẫn động 4 bánh với khối động cơ máy 2.7 thì giúp cho chiếc xe nó cực kỳ khỏe khoắn. Cái tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe nó chỉ rơi vào khoảng hơn 16 lít thì đấy thôi, trong đường phố, trong phố. Còn tùy theo cái nhu cầu sử dụng của anh chị và các bạn, hay là cái cung đường và cái tình trạng giao thông thì cái mức tiêu hao nhiên liệu nó có thể khác nhau anh chị nhé. Đây là cái VIN năm sản xuất của chiếc xe anh chị này, với năm sản xuất là 2015. Đấy. Thông tin thì em rõ ràng, minh bạch anh chị và các bạn. Đăng ký đăng kiểm đến tận tháng 6 của năm 2024. Và đây là những cái phần như là hộp để đồ. Đấy. Những cái chi tiết đấy, đầy đủ. Cổng USB rồi là tẩu và hệ thống gài cầu, cần số, màn hình giải trí, tính năng của nó thì nó thực dụng thôi. Cái tính năng nào hay sử dụng nhất thì nó được trang bị trên chiếc xe. Đấy. Vận hành vừa đủ dùng, khung gầm chắc chắn, túi khí đầy đủ. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn ngắm qua về hệ thống máy móc của chiếc xe để ta có thể có cái nhìn tổng quát nhất về chất lượng chiếc xe cũ em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn, nó có đẹp hay không. Thì anh chị và các bạn hãy nhìn qua những cái phần như là hệ thống thanh răng, những cái phần ốc bản lề, chất lượng từ những con ốc bản lề này đến những cái chi tiết về hệ thống nắp capo, những đường tân, rồi hệ thống những dấu dập lỗi dập tròn.
chi tiết về khoang máy. Toyota Land Cruiser Prado phiên bản TXR sản xuất 2015 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá 1 tỷ 150 triệu. Giá thì còn giảm và thương lượng có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của Mua Bán Xe Cũ.